Panda. I got broads in Atlanta. Sister told me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the looks in the banner. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Thì sau 2 tuần đi công tác thì bây giờ mình có thể quay trở lại và làm một cái video nhỏ để mô tả về cái event Speed Server này. Thì Speed Server này là sẽ là server mừng 2 năm tuổi của server Real Mu Online. Và ở server Real Mu Online sẽ là season 17 part 1 trước khi update lên part 2. Và mục đích khi mà admin tạo ra server này là để giúp anh em thứ nhất là đuổi kịp level với những người chơi cũ và cũng như có những cái trang bị cơ bản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua cái cách hoạt động của server Speed này là như nào. Thì ở server Speed này sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 7 năm 2022 vào lúc là 12 giờ trưa theo mỗi giờ GMT3, thì chúng ta sẽ còn thêm 10 tiếng theo giờ Việt Nam sẽ là 22 giờ PM, tức là 10 giờ tối ngày mai, tức là ngày thứ bảy vào ngày 19, tiếp tục thì sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7, và chúng ta sẽ có 21 ngày để cày level. Đây cũng đã nói rõ này, chúng ta sẽ có 21 ngày và sau 21 ngày thì chúng ta sẽ có 7 ngày để chuyển nhân vật từ cái server Speed này về cái server chính, và việc chuyển đổi này sẽ là free, miễn phí. Rồi, tiếp tục trong server Speed này chúng ta sẽ làm cái gì? Thì đối với server Speed thì chúng ta sẽ cố gắng cày thấp nhất là level 800 để chúng ta có thể chuyển về được. Thứ hai là chúng ta sẽ cày những trang bị, cày vật phẩm. Và cái cách cày như nào thì anh em có thể nhấp qua bên cái tab mới này, cái tab Speed, đây server này. Thì ở server Speed này chúng ta sẽ có là nhân 3 kinh nghiệm đối với level từ 1 đến 600, nhân 2.5 từ lên đến 1.000 và nhân 2 cho đến 1.300. Và cái việc mà anh em cắm full book và xiên chạy nhặt hộp bốc là Speed bốc thì chúng ta cắm thêm BOL, thì việc anh em đạt đến 1.200 là chuyện cực kỳ đơn giản. Đối với năm ngoái thì mình trên được là 1.150 ở server thường, ở server thường anh em, và cũng nằm trong top 17 đi phải. Mặc dù là mình có full book nhưng là mình ở server thường, mình trên, mình không vào server VIP. Nên cái việc mà anh em có server VIP là anh em có thể cày rất là đơn giản. Ngoài ra nó sẽ rơi là Speed Box này. Speed Box này là anh em sẽ đánh quái, đúng không? Chỉ cần trên quái bình thường thôi là nó rơi rồi. Anh em lưu ý nhập vào cái chỗ cài đặt nhập đồ ấy là Speed Box, ghi đúng tên này luôn. Ngoài ra quái này, máu quái và đam quái sẽ giảm đi thêm 30% so với server chính. Việc anh em trên rất là dễ và rất là nhanh. Và phần thưởng của anh em là gì? Phần thưởng bonus thêm cho anh em là khi anh em đạt mỗi con nhân vật từ mốc 800 đến 950, anh em sẽ có thêm 25.000 rút, và từ 951 đến 1.000 là 2.000, cùng 25.000 luôn. Tương tự cao nhất là sẽ là 300.000 rút đối với level 1.251 cộng. Và cái việc cho này sẽ, mình nghĩ là sẽ được tăng khi mà anh em chuyển về server chính, thì nó sẽ được có cái nhân vật. Đây, thời gian chuyển đổi là từ ngày 31 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 7 nhé. À, 7 tháng 8. Rồi, tiếp tục mình sẽ quay trở lại bên này để chúng ta xem có những cái gì. Mở khóa này. Ở có trên cái kênh 1 á là sẽ có PVP nha nhé, anh em chú ý. Và có một kênh PVP, nấn PVP là không thể PVP nữa. Đối với server VIP thì quái sẽ được giảm đi 60% HP, Damage, Defense, nhân hai cái khả năng tỷ lệ rơi của Speed Box. Wow. Nè, Invasion nhân 2 ở Malmoth, nghĩa là ví dụ như ở Malmoth này là Invasion là những con bot vàng á. Khi mà ở với server bình thường là anh em chỉ có, mình nhớ là 20 con bot vàng, nhưng mà ở server VIP là sẽ có 40 con. Và cái việc anh em tranh nhau để ăn được cái con bot vàng này á thì rất là căng thẳng. Cứ mỗi con bot vàng là anh em sẽ có được 2 cái gbon, và gbon thì anh em có thể dùng để mua cái vật phẩm trong e-shop. Đây mình kể sổ xem nào, bốc này, Speed Box này, 2 năm tuổi bốc này, rồi các cái vật phẩm, mà đây là những cái vật phẩm mà sẽ có trong cái server Speed này. Đây mình qua bên tả bên đây sẽ mình mô tả cho anh em rất là dễ hơn này. Đây gbon nhập vào. Going Ball là anh em sẽ dùng để mua đồ nha nhé. Đây, đồ anh em sẽ mua ở đây. Đó, anh em thấy không? Đó, anh em. Đó,
Đầu tiên là special này. Đó, đây là cái ho cái để mở rộng rương, để tra giá Metagram. Và cái này là khuyên tay trái và khuyên tay phải, một cái 95 và một cái 55G4. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái thứ hai là sẽ đảo quân này. Đối với đô á, thì cứ một món là 65G4, nghĩa là anh em một con bốt vàng là có 2G4 thì anh em sẽ sắm tầm là 33 con. 33 con là anh em sẽ được một cái áo. Ồ, cái này là full set luôn nha anh em. Còn về là full set luôn anh em ạ. Full set ABA chỉ có giá là 65G4 rồi, rất là rẻ. Tiếp tục, sau khi có cái bánh ABA này đây thì anh em sẽ chọn mua là hero sụp. Từ bộ cái hero sụp thì chúng ta sẽ lên được một set. Sau đó mua tiếp đá để nâng cấp lên set 600, set 800, set 900 và set 1000 là set blue full. Set cool nha, chưa lên được blue nhưng em set cool là set tối đa, tương tự đối với vũ khí. Đây, đây có vật phẩm nâng lên là Erin 800 và 850. Ngon đấy. Ồ, áo quần thì lên được. Áo quần là lên được set cút này. 600 này, 800, 900, 1000 luôn. Vũ khí cũng lên được vũ khí 1000 luôn này anh em. Cực kỳ ngon. Đối với sale, sale thì chúng ta anh em mà muốn cày đua level là anh em phải mua cái party AP Scroll này này, một ngày này này, với giá 15G4 này này. Cái này cực kỳ nhiều kinh nghiệm luôn, mình nói thật với anh em muốn cày con nào là cứ mua cái con cái này cho một con chín. Đừng hỏi tại sao mà level nó lên nhanh, mà mình đã từng sử dụng rồi nên mình biết. Rồi, đây là mix, là tất cả là các cái item để giúp chúng ta nâng cấp đồ không bị mất. Cái này là bắt buộc anh em. Cái này là Talisman trao này, TCA này là bắt buộc rồi anh em. Từ mà để như mà chơi server chỉnh rồi mà qua server speed thì chơi là khá là dễ. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái bow này dùng để win ba bow. Win ba bow này là chỉ mang thôi nha anh em, không được tra dê, không được úp lên win board anh em cân nhắc. Nhưng mà đối với server speed thì anh em sẽ rất cần win ba bow để có thể lên được mã cao hơn. Pet ở đây là có illusion này, pet vàng này, sỏi vàng có giá trị một ngày nữa nha. Pentagram thì đây bản full, anh em thích mua gì thì mua. Đối với server speed thì mình khuyên anh em là có thể muốn mua là mua cái Lyra này, nhưng mà cũng khá khó khăn khi mà anh em có thể làm được một cái bộ full, nên Pentagram này không cần thiết phải mua, quá tốn GP anh em ạ. Anh em chỉ cần mua cái trong NPC là được rồi. Đây tương tự là Enter. Rồi ở đây chúng ta sẽ có này, bọt ở đây là loại là gì? Bọt ở đây là sẽ có bọt Na, bọt Lot, bọt Medusa và bọt nhện, thì mỗi con sẽ tương ứng là từ 10 đến 50 tùy bot. Ngoài ra anh em có thể nhặt cái speed box nghĩ đúng tên này luôn thì anh em sẽ nhận được drop xuống á, là anh em thả xuống là có thể cơ hội nhận được thêm 1G4. Đó. Invasion này bot vàng sẽ một con là 2G4, anh em thấy không? Nếu như anh em không có thời gian thì có thể cắm máy treo để nhặt được thêm speed box. Đây speed box này. Speed box này không phải auto ra G4 nha nhé, nó sẽ có tỷ lệ anh em có thể ra được là BL này, medium hoặc small, tức là small là sẽ là 25 và medium là sẽ là 50% HP, 10 cái gen ngọc và 1 GB. Đó. NPC cái gì? Ở đây ở Cello Speed nó sẽ bán thằng win 1 cho anh em. Đấy. Bán luôn cả nhiệm vụ, bán luôn cả B, đó, bán luôn cả like luôn. Nói chung mình nhớ là B là không thiếu. Ở server speed là B không thiếu, chỉ có thiếu ngọc và ngọc sụt thôi. Skill bán đầy đủ. Ở đây có tiệp là bán vũ khí rồng lúc cho nhé. Vũ khí lông này rút. Và có pentagram này là sẽ là pentagram level 180. Và anh em sẽ mua cái penta này để mang có thể tên được cả các cái map như là Acheron hoặc là Phyra. Rất là tốt. Tiếp tục. Phần thưởng. Phần thưởng ngoài cái phần thưởng mà cá nhân thì có sẽ phần thưởng cho người đứng đầu tiên sẽ là nhận 75% giá trị tiền. Cái này là mình nghĩ là tiền của một cái party anh em bỏ ra thôi, trong party anh em là 5 người chẳng hạn thì nó sẽ lấy 75% tiền mà anh em đã donate nó trả lại cho anh em thôi. Top 2 là 25 và top 3 là sẽ được 10.000 gold. Cái này thì mình cũng chưa rõ thông tin.
Tiếp tục special sale. Đây là gói. Đây là những cái gói mà anh em có thể mua để tăng trải nghiệm. Thứ nhất là anh em có thể chỉ mua VIP Speed, nghĩa là anh em chỉ vào được server thôi. Đó. Chỉ vào được server Speed, nó nhân 2 drop này. Có tất cả đầy đủ bot này. Bot nào cũng server Speed này đều được add vào hết. Và ở đây là sẽ là không có PVP luôn. Ngon chưa? Và ở đây chúng ta sẽ có được thêm là 7% khi mà anh em chữ ép đồ lên để ép đến cộng 11 rồi sẽ có thêm 7% tỷ lệ thành công nữa. Và gói mua EXP là sẽ có hai gói. Anh em phải xác định nếu như mà anh em đã đua top đến phần thưởng đó, thì anh em nên mua hẳn gói 280 này. Còn nếu như mà anh em mua mà để trên level đó, thì mình nghĩ là nên mua speed thôi là được rồi. V sẽ là tầm level 1000 gần 1200 là đủ. Chứ còn mua cái gói đây nó lợi dở lắm, vừa thua thiệt người ta. Mà cái kinh nghiệm mà anh em nhận được để level anh em nhận được khi về server chính á, thì nó lại cũng không quá cao. Nếu như mà đã chấp nhận chơi server speed để đưa ắc về một cái ắc tốt nhất thì nên dùng cái gói package SP2 này. Và mình cũng chưa thử là cái gói này có giá bao nhiêu đấy. Nếu anh em nào có thì để lại cái comment cho mình biết nữa nha. À, ở đây là nếu như anh em mua gói này á, là sẽ được thêm hai cái Event Salary Box này. Đây, Event Salary Box này nó sẽ được cái gì nhé. Đây đây, mình mở qua bên này cho anh em thấy. Đây là một trong những cái thứ tuyệt vời nhất ở Server Speed này. Và kể cả những người chơi cũ cũng muốn có được. Đây là phần thưởng. Phần thưởng như đây, party đầu tiên. Nó giống như bên kia thôi. Nó sẽ thử từ 8 đến 10 này. Và từ 10 đến 20, đây được 1000 Gold. Là 1000 quý con đấy, mình nhầm chip. Đây, bot sẽ là có bot Cophonix. Bot Cophonix này mình nhớ là dưới level 1150. À, trên 1150 mới vào được. Không biết ở đây là nó sẽ add, server speed này nó sẽ add level bao nhiêu. Nó sẽ, khi mà anh em ăn bot này á, đúng không ạ, bot Cophonix là trên 1150, còn bot Meta Block á, là sẽ là dưới 1150 level mới lên được. Và hai bot này đều có phần thưởng như nhau. Đều khi mà anh em ăn bot xong thì tất cả các cái người nào mà giết bot trong party đó thì sẽ được thêm một level nữa và thêm, và anh em sẽ nhận được là một cái hộp quà đấy 2 năm tuổi. Và đây là phần thưởng của cái hộp quà 2 năm tuổi này, lợi hại này nha. Đây này, giá tiền này 39 đối với đô, 39 đô đối với gói packet bot, 199 đô này là đô của Brazil nha nhé, không phải là đô la Mỹ đâu, anh em phải đổi lại. Đâu rồi, đây. Invasion Series Book này, 2 năm tuổi này. Nó sẽ được cái gì? Nó sẽ là gồm một cái vòng cổ có 2 đến 3 ô và 1 đến 3 socket. Mình nói thật với anh em, 3 ô ở server cũ là một điều cực kỳ khó để đạt được. Gần như là không thể đạt được luôn, chỉ có dựa vào những server speed một năm có một lần mới có thể có được vòng cổ 3 ộp. Và nếu như 3 ộp mắc đam nữa thì không có gì là tuyệt vời hơn luôn. Tiếp tục sẽ có một cái penta mới. Đó, anh em sẽ nhận được một cái penta mới với ray từ 4 đến 5 slot. 5 slot hay không quan trọng nữa thật. 4 slot là được rồi. Anh em về cái cục mà mở slot 5 thì có vào đây. Anh em sẽ có một cái là survival hurt and view. Đó, hiện tại server chính là có giá 500 ca rút, anh em nhặt được ở đây thì quá tuyệt vời. Đấy, SM Spirit này, Warden Fitter là lông bộ này, Warry Honor này, F850 này, SM Fram, tương tự luôn, hai cái này dùng để khuyên tai nhé. Ngoài ra anh em sẽ có ring PVP sẽ là 3-5-1 ở server bình thường á. Đây, cái này là khác nhé. Next Socket và Nation PVP Excellence này là khác nhau nhé. Nation PVP Excellence này nó sẽ không có cái dòng chống double dam, chống xuyên giáp, chống ignore, nhưng mà nó sẽ được 5 ộp. Còn trên này là nó có socket và nó có khả năng có được cái dòng là chống xuyên giáp, chống ignore, nhưng mà chỉ có 3 ộp thôi. Nhưng mà bình thường khi mà đi PVP là anh em sẽ cần ộp này, còn mà đi PVM thì anh em sẽ cần cái này. Đó, còn ring PVP full 5 ộp, trời ơi tuyệt vời luôn. Đó, trên đây là những cái gì mà mình nói sơ qua. Còn cái train level server speed này á, thì mình cũng có một cái video ở năm ngoái mà mình cũng đã up lên trên group cho anh em rồi.
em có thể vào đó tham khảo, cài rất là nhanh. Và nếu như anh em còn câu hỏi gì thắc mắc thì có thể để lại ở comment. Mình thì đợt này không thể vào được, mình nó không mở ra cho mình, không thể không chứ không phải là mình không thể vào, mà là mình không mở ra cái server speed trước cho test như năm ngoái đó. Nên anh em có thể vào cái video của mình năm ngoái để em xem cách trên level này, cách farm G4 đó. Rồi, trên đây là những gì mà mình chia sẻ được với là Server Speed. Hy vọng là giúp được nhiều cho anh em. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like để lấy động lực. Và để lại comment bình luận ở phía dưới. Những cái gì mà anh em thắc mắc thì mình biết mình sẽ giải đáp. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.